Giờ mình niệm Phật ha, rồi bắt đầu tiếp cái bài giảng về đại thừa chỉ về kinh Phật Tạng Vô Lượng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca xíu để mình đi vô pháp hành để mình ứng dụng cái đoạn đầu. Thì nguyên nhân cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á mà nó có được á là do ngài, nguyên nhân là do ngài A Nan. Thì ngài A Nan á là đi khất thực, thì bị đi khất thực thì lúc đó thì vua thì Tư Tăng là đi được vua thỉnh vô chùa để mà độ trai, thành ra không có chung, thì ngài đi một mình gì đó. Thì bà bị cái nạn, bị một cái người Bà La Môn tên là Ma Nân Già dùng chú Ca Tỳ Sa La, tức là chú của Phạm Thiên, làm mê hoặc. Thì lúc mà ngài động niệm thì ngài mới nhớ tới Đức Phật, thì ngài cầu Đức Phật để giúp ngài cho có khả năng được để tránh khỏi cái nạn mà bị cái tà chú nó làm cái tâm tham của ngài nó phát sanh. Thì lúc đó thì Đức Phật á mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái thần chú đại bảnh Thủ Lăng Nghiêm lại tiên thuyết. Sau khi tiên thuyết cho xong rồi đó, thì giải được ngài đang về. Đó thì khi ngài đang về đó, thì sau đó Đức Phật mới là thọ trai xong về, thì ngài Đắc Lan mới lại khóc lóc nói Đức Phật, nói con tu hành như vậy á, mà cuối cùng nó không tránh được cái nạn mà phá được cái tâm tham ấy từ hồi nào tới giờ. Thì nhân cái cơ hội đó là nguyên nhân tại sao mà Phật thích trên Thủ Lăng Nghiêm. Ngài nói ngày hồi nào tới giờ dùng động tưởng mà tu, chứ không phải là dùng được cái chân tâm mà tu. Thành thử ra dầu cái tu thế nào, như là tu trong tự vọng, thì cái quả của nó là không có chân thật. Do đó mà ngài không có thoát được những cái gọi là những cái chướng ngại như vậy. Thì Đức Phật để cho họ hiểu rõ rằng là cái chân tâm là như thế nào, Đức Phật mới hỏi ngài là bây giờ đó ngài tại sao ngài phát tâm tu, ngài lấy cái gì mà ngài tu. Thì ngài nói rằng con là thấy được thân tướng Đức Phật trang nghiêm tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái thân này không phải là thân ái dục mà sanh, đây là thân của chư Phật, nên con đem ra cái tâm con ham thức, con tu. Thì Đức Phật nói là như vậy đó, thì ngài dùng cái gì để thấy? Thì ngài mới, Đức A Nan nói là con dùng con mắt con để thấy, con mắt con thấy thân tướng Đức Phật. Thì ngay cái vụ mà Đức A Nan vừa nói con mắt thấy, thì Phật mới hỏi ngài A Nan chứ là con mắt cái thấy của ngài nằm ở đâu. Thì ngài A Nan nói là thấy con là hồi nào tới giờ rõ ràng là cái thấy con là từ trong con thấy thôi. Cũng như quý vị điều người, tại vì mình sanh ra là mình chấp cái thân, nên cái gì cũng từ thân mình phát ra, thấy không? Thành ra ngài A Nan nói là con chính là con dùng cái con mắt con thấy, mà con mắt con là nằm trong tâm thân con chứ đâu. Thì Đức Phật mới nói là ngài thấy gì là điên đảo không trúng, thấy không? Thì cái đó là bắt đầu là có mấy lớp lý luận. Thì đại khái thì ở đây mình không có nói chi tiết, tại vì nếu chi tiết giảng là dài thì không bao giờ có gì giảng hết cái Lăng Nghiêm nổi nữa. Thì lúc đó dạ gì là Phật, thì ngài chỉ nói rằng là nếu mà ngài mà dùng con mắt này, nếu mà nằm ở trong ngài đó, thì ngài phải thấy ở phía trong trước, tức là ở trong thân này phải thấy. Mà tôi hỏi vậy là ngài có thấy ở trong thân ngài hay không, thấy không? Thì ngài nói là con không thấy trong thân được, con chỉ thấy ở ngoài được thôi, nghe không? Như Đức Phật thí dụ cũng như là mình ngồi ở trong cái nhà, nếu mà mình muốn thấy vật ở ngoài, cái thật cái nhà giống như cái thân của mình vậy đó, nếu mình muốn thấy được cái vật ở ngoài, cái cửa cũng như là cái cửa như con mắt của mình vậy đó, giờ mình xuyên qua cái cửa để mình thấy vật ở ngoài, thấy không? Đó
Nếu mà thực sự là nếu mà cái tâm mình làm phía trong á ha, thì trước khi thấy ở ngoài thì mình mới thấy trong nhà, thấy không? Cái này mình không thấy trong nhà, mình chỉ thấy ở ngoài, vậy cái tâm ở trong nhà là nó không có được lý do vững chắc, cái tâm phía trong thân là không có chắc. Thì ngài đang nói nếu cái tâm con, nếu Phật nói gì cái tâm con không ở trong chắc nó ở ngoài, thấy không? Đức Phật nói để mình nói là cái này là tâm nó không có chỗ đủ, phải không? Tại cái là họ mới đưa pháp hành thì gì thấy là chắc phần của bên tại tu ấn, phần của Phật đại viên mãn mới đưa vào cái gì chỗ không chỗ đủ trước. Thì này nói là nếu mà nó là ở ngoài thì nó phải thấy cái mặt của mình, cái tâm của mình nó phải thấy cái mặt được của mình, thấy không? Nó thấy mình, mà nếu nó thấy mình, nó thấy được mình thì mình là vật, chứ mình không, mà nó là ở ngoài mình á thì nó có thấy thì sao mình thấy? Tại hồi nào tới giờ chúng sanh chấp là chấp ở trong, thấy không? Chấp là mình là cái thấy, mình bản thể là có cái khả năng thấy. Bây giờ nếu cái thấy ở ngoài thì nó là vật rồi, mà nó phải thấy ngược lại mình, thấy không? Phải thấy được cái mặt của mình, thấy được con mắt của mình, mà không thấy mặt của mình, mắt mình thì ở ngoài là không có nghĩa. Mà đồng thời bởi vì coi cái năng nghiêm thì nói rõ hơn, tôi chỉ tóm lược cái đại ý thôi, chứ Phật nói rất là chi tiết mà không có một lý, một cái mình một lời lý lẽ nào để mình bẻ cái lý này được, thấy không? Đó thì phá cái thấy ở ngài ngài đang thì ngài đang mới nói như vậy là chắc là nó nằm núp sau con mắt mình, nó thấy núp sau con mắt nó thấy nên nó thấy được ở ngoài, mà vì núp sau con mắt nên nó không thấy, nó không thấy được phía trong. Thì Đức Phật nó núp sau con mắt đó, thì đáng lẽ ra còn phải thấy con mắt, núp con mắt là được dùng. Nên như mình nói là bây giờ tôi đứng đây thấy kia thì được, thì tôi phải thấy cái dắt rồi mới thấy được cái ngoài kia, thấy không? Vậy ngài có thấy con mắt không? Cái ông đang nó không thấy con mắt, thấy không? Thì ngài nói vậy là nó núp con mắt thấy mà không thấy con mắt thì vấn đề núp con mắt nó sai, thấy không? Mà nếu mà núp có sao con mắt mà thấy đi nữa ha, thì con mắt nó trở thành ra cái đối tượng thấy, tức là nó phải ở ngoài, mà nếu ở ngoài thì đồng nghĩa là ở ngoài, mà nếu là đồng nghĩa ở ngoài thì phải thấy cái mặt, thấy không? Ông vợ ngồi thì ngài đang thấy gì cũng không có được, không có đúng, không có đúng. Thì ngài mới nói là vậy nó nằm ở giữa. Tại cái tôi nói là rồi mình đưa pháp hành để mình thấy pháp hành nó, tại pháp ấn nó đi cái nó đi vô chỗ trụ trước, nó đi vô chỗ là tâm không có nằm chỗ nào hết, không có trụ chỗ nào hết, mình trụ một chỗ nào là mình sai. Cũng như hôm qua mình giải thích đó, cho nên mình sanh tử luân hồi là mình cho cái tâm nó có tướng, nó có chỗ trụ, thành ra quý vị cứ lấy cái tướng chỗ trụ làm phát định là tu tập pháp quán, và cái tướng chỗ trụ đó thì là cái chỗ tướng chỗ trụ đó là chỗ hư vọng, do cái nghĩa nó thành cái nghĩa hư vọng. Thì nó ở giữa, thì ngài nói là ở giữa là ở chỗ nào? Ở giữa có chỉ định được không? Thì ngài nói nếu mà ở giữa mà là ở giữa thân thì nó trở thành nó ở trong thân, thấy không? Giữa thân trong thân thì đùng trồng những nghĩa đầu, thấy không? Nếu mà ở giữa mà ở giữa đó thì nếu mà ở giữa thì ở giữa chỗ nào phải chỉ ra, thấy không? Mà họ ngoài nói là cái tính ở giữa hồi nào nó cái chữ ở giữa nó không có xác định vị trí được, vì ở giữa đối với cái này thì nó chiều như cái này ở hướng đông thì người kia ở hướng tây nhìn lại thì nó sẽ ra hướng tây, thấy không? Nó thành ra cái vị trí mà ở giữa nó không có cái chính xác, thấy không? Vâng, thì nói một hồi thì cũng nhiều lý luận lắm, tôi nói sơ sơ quý vị có cơ hội gì xem thêm, thấy không? Thì phá luôn cái tướng ở giữa, thì ngài An Nan phá cái tướng ở giữa rồi thì ngài An Nan nói vậy thì cái tâm tôi chứ hạn như cái tâm tôi tưởng ở đâu nó ở đó, hòa hợp ở đâu thì cái tâm tôi nằm ở đó, chứ là tâm tôi nếu mà càng như cái tay tôi để đây, tôi dịnh đây, tôi hòa ở đây thì cái tâm tôi sẽ nằm ở đây. Thì mà nói là hòa hợp là gì, chẳng hạn như mấy tổ định nghĩa chứ hòa hợp lại, tại vì trong kinh nó không có định nghĩa hòa hợp, nó chỉ nói gì thôi. Chứ tổ mà định nghĩa chứ hòa hợp là chẳng hạn nói bây giờ cái nắp này á, nó hợp với cái này, có nghĩa là đậy vừa cái này mới gọi là hợp, thấy không? Đó, mà nếu không đậy vừa cái này là không hợp, không khích hợp với cái này, là một. Thứ hai ông định nghĩa chữ hòa, hai cái mà hòa lại thì mất đặc tính của cái đó. Cái ngày như bây giờ đất với nước hòa lại thành một cục, thì cục đất giữa nửa đất nửa nước thì nó là một cục gọi là vùng dẻo hay gì rồi, nó không có đặc tính của cái đó nữa. Thì hệ thống thí dụ giờ cái thấy ví dụ như mình thấy núi non sông ngòi, cái thấy là vật, mà cái tâm cái không thấy, cái thông gì cảm nhận thôi. Bây giờ hai cái đó hòa thì không thể hòa được, hay hòa cái này thì mất cái kia. Thứ nhất là tướng hòa sai, thứ hai là tướng hợp, thì nó là đã có hợp thì phải có cách hợp như thế nào, nó gọi là phải có cái tự thể, tự thể tức là có một cái thể dạng như thế nào thì mới hợp được, chứ không phải không có thể. Như này cái này nó hợp với được cái này,
Hay mà trong khi cái này không hợp được là bỏ vô nó lọt, thí dụ vậy. Hay thì phải hợp, phải có tự thể. Vậy cái tự thể đó của cái thấy nó như thế nào thì mà nó là hợp. Ví dụ như bây giờ tôi nói là chân tôi rờ đây mà tôi thấy ở đây thì cái chỗ này là hợp, thấy không? Nó nếu cái hợp á thì nó phải có cái tự thể để hợp, tức là nó chạy tới để nó hợp, chạy tới để hợp. Vậy thì nếu chạy tới nó hợp á thì cái chạy tới mà để hợp á, cái này là cái thấy và cái này là cái vật, phải không? Mà hai cái này mà nó hợp lại như gì gọi là hợp gì, phải không? Đó, như vậy đó thì khi mà nó hợp như vậy đó, nó dính vô như vậy đó thì ở trong nó chạy ra để hợp, phải không? Ngoài chạy vô để hợp, phải không? Nếu ở trong chạy ra hợp là cái tâm ở trong, mình chở cho cái này là cái tâm mà còn nếu ở ngoài chạy ra để hợp á thì nó là ở ngoài, thì cái nghĩa trong ngoài đã phá rồi nên cái hợp không thành, đó là phá cái hợp đầu tiên, phải không? Nhân hài nó nói thêm ha, nếu nó hợp vậy đó thì nó có một thể hay nhiều thể ha, nó là nhiều thể, một thể nhiều thể. Chẳng hạn như bây giờ nói nếu mà nó là một thể, như toàn bộ cái thấy biết đó là một thể ha, thì ông tạm thành ví dụ như giờ mình gãi đây thì ở đây nó ngứa ha. Nếu mà toàn bộ là một thể đó thì mình gãi đây là toàn thân nó phải ngứa, tại vì nó không nằm một chỗ được nữa, nó là nằm toàn hết. Thì nghĩa là nếu là có một thể thì toàn thể vẫn sai ha, mà nếu mà có nhiều thể tức là bây giờ nhiều cái thể, nó có tự thể có nó nhiều thể để hòa nhau đó, thì chỗ này một thể, chỗ kia một thể, chỗ nào một thể, thì nhiều cái biết khác nhau, mà nhiều cái biết khác nhau như vậy đó ha, thì cái, lấy cái nào là cái biết của mình? Mình không có cái biết đó là sự ca, thì là cái là thật lý luận kỹ lắm quý vị, rảnh rảnh coi đăng em tôi chỉ tóm lược lại thôi để mình có thì giờ. Cái lý luận của Phật nó là rất là scientific ha, nó không phải là cái gì mà nói ra mà không suy luận được ha, chỉ có cái là nhiều khi cái gì không quen danh từ đó, không quen cái độ danh từ đó, nhiều khi mình phải lập tới lập lui định nghĩa danh từ để quý vị nắm cái này như chữ hợp nó không hiểu, không chữ hòa không hiểu thì mình sao không hiểu và giải thích tại sao như vậy, vậy thôi ha. Đó. Còn nếu mà nó có nhiều thể đâm ra nhiều cái biết, nhiều cái tôi ha, thì không được, tại mình nào giờ mình nào chỉ có một tôi thôi, làm sao có nhiều tôi. Đó. Thành ra rồi cái Phật nói còn nếu mà nếu mà nó có một thể ha, trời nó nói thì hòa chỗ này thì có một thể rồi, cho chính gãi chỗ này ngứa chỗ này thôi, chứ ha, giờ phá được cái chỗ nào cũng có nó cũng sai, hay mà nhiều thể cũng sai. Bây giờ nói lại là giờ hợp ra cho tôi, hợp ở đây nên tôi biết ở đây, tôi gãi ở đây tôi biết ở đây thôi, là có một thể. Ha, Phật nói có một thể cũng sai, vì lý do tôi rờ đầu tôi rờ tay thì hai chỗ đều biết, thấy không? Nếu có một thể thì có cái rờ đầu thì đầu biết thôi, thật thiệt thì tôi rờ mình thì mình không biết, thấy không? Bây giờ tôi vừa đầu rờ đầu rồi mình thì hai chỗ đều biết hết thì nói một thể thì cũng sai, cái tâm không có chỉ được, thấy không? Tôi nói bởi vì tôi nói gì sẽ chỉ của cái gì cái không chỉ được, thấy mà rõ ràng là Phật dí vô ngài A Nan vào cái thế là không có có chỗ nào mà ngài bắt được hết trơn á. À, thành ra ta nói là tại vì là sao mà mấy ông tụng thiền hay là nghe cho đại thủ ấn hay là đại viên mãn đều không chỉ như cái tâm gì hết đó, bởi cái tâm đó là tại vì hồi nào tới giờ những cái gì có được á hay là do mắt thấy tai nghe mũi lưỡi, đó là những cái dữ liệu đi thấy những tài liệu, chẳng hạn tai mình nghe âm thanh, mắt mình thấy cái gì ha, thì có khi mình nghe âm thanh mình đặt cái âm thanh tiếng đó là tiếng vui, tiếng buồn, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng chửi mắng gì đó, mình đặt thành thành đánh tướng ngoài cái nào mà ngoài cái những cái tiếng mình nghe thì mình không đặt được, thấy không? Còn mắt mình ngửi thì dân ngửi được mùi thơm, mùi thúi, mùi đủ loại mùi hết trơn á, thì ngoài những cái gì mình ngửi thôi, còn ngoài cái những cái gì mình phạm vi ngửi của mình là mình không đặt tên được, mà không đặt tên được thì mình không tưởng tượng được nó. Cái lưỡi cũng vậy, cái cảm xúc mình cũng vậy, thì trơn nóng lạnh mát gì đó là cảm giác của mình, hay cái thấy mình cũng vậy. À, mà hồi nào tới giờ mình dùng những cái đó để mình giữ ghi nhận dữ liệu mà đặt tên đặt củi, mà cái tâm cái bản tâm hồi nào tới giờ mình đó thì nó không phải những cái đó. Nãy giờ hôm qua mình nói đó, tất cả cái đó đều là hư vọng mà thành, nó không phải là thật, cái tâm nó phải là cái đó. Nên bây giờ mình dùng tất cả những danh từ đó mình đặt ra đó để mình diễn tả ta diễn tả được, tại nó không phải là những danh từ đó. Thành ra lý do tại sao khi tổ mà khi mà họ giác ngộ rồi nó phải thầm khế nhận chứ không cách nào chỉ. Đây là cái tình trạng này như vậy đó, cái tình trạng mà tại sao mà Phật phải phá hết những cái mà ngài đang có trong có ngoài ở giữa hòa hợp có vân vân là phá hết. À, rồi ngoài sau này là mày sẽ phá thêm nữa. Nhưng bây giờ mình tới đây đi rồi mình sẽ nói pháp hành.
Rồi, thắc mắc về đoạn này không? Rồi, tại lý luận thì dễ rồi phải không? Lý luận thì mình cứ đọc sách coi. Vì nào mà cảm thấy là muốn cho cái lý luận nó rõ hơn, trong kinh điển nó rõ hơn thì đọc sách coi. Thì Phật sẽ phá hết cái chỗ trụ, cái chỗ trụ của cái tâm. À, tức là tâm nó không có chỗ trụ. Thành ra lúc mà ngài Lục Tổ Quan Năng nghe cái câu trong kinh Kim Cang, nghe một cái người một vị tăng đi ngang một nhà danh phú hộ, lúc đó ngài Lục Tổ đang nghèo, phải đi đốn củi về đưa cho vị phú hộ đi lấy tiền nuôi người mẹ. À, thì bữa đó đi đốn củi thì vô đem sắp củi đó, thì ở ngoài nghe một vị tăng đọc câu kệ là ưng vô sở trụ nhi thanh vị tâm, tâm mà không có chỗ trụ nào đó ha, thì lúc đó sẽ thấy được cái tâm kỳ, tâm cái tâm của mình kỳ, đó là của mình, đó là lại chân tâm của mình. Thì ngài Năng vừa nghe không là cái tâm nó sáng liền, nó mộ liền. À, ưng như sở trụ, đó là cái tâm mình không có dính mắc chỗ đâu hết, không có trụ chỗ đâu hết. À, thì sẽ có cái sanh kỳ tâm, thì ngài Năng mới ngộ. À, thì ngộ đó là mới ngộ được cái đi được lớp đầu thôi. Thì lúc đó thì mẹ mới đem ra mẹ hỏi cái vị tăng đó, nói là ngài từ đâu mà có câu này. Thì ngài Năng nói là tôi từ Lục Tổ, từ Ngũ Tổ, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là tôi nghe là câu này. Thì hỏi Lục Tổ Hoằng Nhẫn rồi ngày mới vậy, rồi mới hỏi, rồi ngày mới xin đi. Rồi tới đó thì vị phú hộ đó thấy ngài đang nghèo mới là thôi hứa là trợ giúp cho bà mẹ trong thời gian đi. Thì ngài đi tới đó thời gian ở đó thì ngài ngộ đạo ngay Lục Tổ, ngay Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ở sau này kinh Lăng Nghiêm đó thì nó sẽ nói là đất nước gió lửa trong thân mình là không. À, tại vì cái pháp hành này nó có cái vụ đất nước gió lửa trong này. À, mình sẽ nói đất nước lửa là sao. À, nó nói là thân của mình nó cấu tạo bởi cái đất nước gió lửa. Thấy không? Bản thể đất nước là dòng nghiệp sanh, bản thể đất nước lửa là không. Thấy không? Đó, bây giờ muốn trở tánh không á là làm cho cái dụng của đất nước gió lửa là người nó không có chạy được nữa. À, thì nó cái tâm mà mới vô không được. Thành ra chư tổ nói rằng có một thế ngồi, nó gọi là cái thế ngồi của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. Nó gọi là cái thế ngồi này có năng lực hãm hết tất cả tác dụng của đất nước gió lửa, không cho cái dụng của đất lửa nó phát triển để nó phát tứ đại, nó sẽ hòa hợp, nó biến hóa nhau và nó sanh ra đủ thứ tinh thể cho mình, thân tóc lông mọc dài một đồ này tinh linh đó. Và khi nó hòa hợp và tôi hiểu gì thì những tư vọng tưởng, vọng tưởng của mình sẽ phát sanh. À, thành ra nói bây giờ cái hãm của tôi là trọng tưởng hay nhất là tư thế ngồi mà đúng nhất. Thấy không? Thành ra từ cái tư thế ngồi đó mà bên thiền tông ở bên Trung Quốc nó chia làm hai tông. Thấy không? Một tông là tư thế ngồi năm tâm tế, tức là cầu ngán. À, tức là diệt hết tình thức của người tu cứ đưa ra một cái cầu ngán gì đó để cho người ta duyên người đó, người ta tập rồi phá được từ riết người đó trong tâm họ không có một tư tưởng nào khởi sanh được nữa. Thì lúc đó họ sẽ thấy được cái hồi nào tới giờ chưa sanh. Đó là cái lối tu kia, nó đẻ ra cái lối tu công án hay là thoại đầu, tức là cho mình suy nghĩ đến mức cùng kiệt, cái tư tưởng mình không có chỗ để suy nghĩ nữa. Thì lúc đó cái tư tưởng mình nó sẽ đi vào tầm cảnh, nó dừng mặt thật ra đó. Thì cái tánh nó sẽ từ từ nó lộ ra cho. Đó là một cái lối đó. Lối thứ hai là lối của tạo động. Thì lối tạo động tu giống như tổ Đạt Ma vậy đó, ngồi tỉnh mà ngồi để hết rồi duyên mà tịnh tối đa. Thì khi mà tịnh tối đa không có cái tướng nào ly tất cả tướng, thì những tâm nó hiện một bên thì lấy tướng hay mà cái như một cái tướng, nhưng mà cái tướng đó mình cứ suy ngẫm cho cái tướng nó phóng ra đến cùng cực. Thì cái lối này là Bạch Trượng Tổ Bạch Trượng Hải có nói là đầu xào trăm bước, bước một bước. Đầu xào trăm bước là gì biết sao? Đầu xào tức là đi tới ngọn rồi, cái cây xào nó lớn rồi, mình leo tới hết ngọn xào rồi mình bước một bước là lọt chết chứ đâu có làm gì nó sống nổi. Đầu xào trăm bước mà bước thì chỗ đó là chỗ ngộ đó, tức là phải dứt hết, như là không còn nhớ tới thân tới cái cảnh gì đó, nên là như thế là người đầu xào một bước là đi cùng rồi, đi trực lộ rồi, bước thêm một bước nữa, hay là bước một bước nữa, tức là không chỗ khổ nắng chỗ bám chỗ díu gì nữa trên. Thì lúc đó cái chân tâm nó sẽ tập ra, đó là cái chủ trương của bên thầy chồng thực tế. Còn dòng tạo động á là ngồi tịch nhiên bất động. Dòng hệ thống dòng tự động nó có một cái là nó không phổ biến ở Việt Nam nhiều. Dòng tự động thì nó phổ biến ở bên Nhật nhiều, thấy không? Nhưng mà Việt Nam thì không bao nhiêu. Dòng tự động đã tu theo giống như tổ Đạt Ma mà lúc ngồi trong động thế thất vậy đó. Cứ ngồi để tâm an tịnh, thấy không? Thì cái đó lại thuộc ấn này nè, lên lại thuộc ấn này đó.
thì nó tu chống trầm đồ độ ha. Nó nói á, sở dĩ cái tâm mình mà bị vọng tưởng, bị động và bám víu theo các tướng á, ha, là tại vì tất cả những cái đường thần kinh của mình nó mất bình thường, cũng như là nó thành ra là nó ra con mắt, thành ra mình thấy sắc, ra lỗ tai thì mình nghe tiếng. Nếu mình ngồi trong một cái tư thế nào đó ha, thì tất cả những đường thần kinh nó sẽ chạy, nó rút về một đường, nó gọi là cái đường của trung đạo ha. Thì khi mà rút về một đường trung đạo đó thì tự nhiên cái tâm mình nó vắng lặng, tướng nó sẽ không xảy ra nữa ha. Ha, và nó nói là có một cái tư thế đó gọi là tư thế của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ha. Ha, cái tư thế đó là một tư thế ngồi thiền ha. Ha, thì nó nói là ngồi thiền đó ha, thì phải ngồi là ngồi trên được đại cái gì đó về những tả không. Thì đầu tiên á, ta nói là điều kiện đầu tiên á là bây giờ phải ngồi dưới đất, thì đương nhiên là ngồi dưới đất thì phải ngồi gì rồi, phải không? Đó, nhưng bây giờ ngồi dưới cái gì thì nó có hai cái tư thế là kiết già và bát già, nó nói tùy theo người, hai chân phải khoanh lại hoặc là chỉ có kiết già và bát già thôi, nhưng mà kiết già là hay nhất, ta nói là khi khóa cái hệ thống kiết già lại đó, thì tất cả những luồng và năng lực của nó là trong con người mình nó có một cái luồng khí lực, nó là gọi là khí lực đi xuống. Nó nói là cái đường trung đạo á, cái đường mà cái tâm người ta nó sẽ đi vào cái trạng thái, và gọi là cái trạng thái đó là thái vô niệm á, là cái đường đó là cái đường nó nằm giữa đỉnh đầu, nó đi suốt đi nằm giữa thân người ha. Nếu mà cái đường đó nó nghiêng vào bên trái chút thì tâm tham nó phát sanh ra nhiều, nếu mà nghiêng qua bên phải chút tức là tâm sanh nó phát ra nhiều. Bên tàu á thì nó nói là đường nhâm mạch bốc mạch, nó nói là nghiêng về phía trước một chút á thì cái tánh tham dục nó nhiều, nó thuộc về tánh vật chất ha. Mà nghiêng về phía sau một chút á thì tinh thần nó phát sinh ra nhiều, nó là nghiêng cái thôi là phát huệ đó, là phát cái tinh thần, nên Tây Tạng nó không dùng tâm, dùng hai hệ thống trước sau, thấy không? Cái sóng nước sau này mấy anh võ tôi xác minh là đúng, mấy anh võ mà lúc anh tập mà cho nó khỏe để cho nội công á, nó tập đường trước, thành ra khi nó tập đường trước rồi đó thì con người nó khỏe lắm, máu huyết hồng hào này kia rồi. Hồi xưa mà lông người nó mọc ra tùm lum hết trơn á, nó tướng nhỏ thích rồi, nhưng máu huyết nó đầy đủ á, thấy không? Mà khi mà nó tập ra ngoài sau á, tập đường sau không mà không tập đường mặt trước á, thì con người nó tự khô lại, nó rút hết tất cả những cái chất bổ trong người nó lên nguồn gốc, nó là nguồn tinh bổ não. Thì con người đó trong cái danh từ thuật ngữ của bên Thiếu Lâm Tự nó gọi là khô thiền, người rút lại. Thành ra thường thường bên võ gia thì tập không bị tình trạng đó, mà bên Phật gia là bị là tập đường sau nhiều. Nha, mà đường sau thì nó cực nóng, nó sẽ làm cho người nó khô khan, lại người khô khan mà trí tuệ nó sắc xanh cực độ, mà con mắt nó nhìn một cái mình như bị nhiếp vậy đó, hay ngọn đèn vậy đó. Nhưng mà nó không phải là đường trung đạo, đó là con đường nặng về cái kiến thức. Thành ra nó, nhưng mà bên Tây Tạng thì nó không dùng hai đường này. Nhưng mà cuối cùng của tiên đạo nó đi vào đường giữa, cái đường giữa để nó gọi là hoạt hư, trở lại con đường giữa. Thì tôi nghiên cứu hệ thống tu tiên của bên Tàu và hệ thống của Tây Tạng, thì Tây Tạng nó dùng hai đường hai bên, mà hai đường hai bên của Tây Tạng á là không phải là hai đường hai bên theo của yoga là hai đường hai bên, là hai đường dọc theo xương sống, dọc xương sống vậy nè, thấy không? Là cái lối của thầy đây nó đèn rường nhỏ mới là tình cảm, thấy không? Cái lối này đó theo bên Trung Quốc á ha, là nó có nói để phát sanh những cái trí, phát sanh những cái thức, cái trí thức chứ không phải phát sanh về cái không tánh. Bởi vì khi mà mình phát sanh cái huệ, nó phát sanh biết nhiều vấn đề này kia, mà biết toàn về cái thuật của thế gian không à. Thấy không? Còn cái đường của bên Tây Tạng á là một cái đường, hai đường này nó không dính gì hoặc xương sống hết trơn, là một cái đường nó nằm giữa thân thể đi xuống, thì gọi là đường giữa. Rồi giữa hai đường giữa này nó có hai đường hai bên. Mà hai đường hai bên này đó là nó nằm trước xương sống của lỗ tai. Nó tập theo lối Tây Tạng thì nó không nguy hiểm, tại vì hệ thống xương sống là hệ thống toàn là thần kinh không à, thấy không? Mà tập cái đó mình vẫn lạc một chút là đổ qua nhà ma. Tôi có mấy thằng tập cái đường đó rồi đi qua ma xích chết mấy lần, và cuối cùng thành tựu, và nó diễn tả được từ hoa sen trong cái xương sống đi ra như thế nào, nó diễn tả đến độ đó. Và đó nó khuyên nó không nên tập cái lối mà của bên Bà La Môn á, rất là nguy hiểm. Còn lối Tây Tạng thì không nguy hiểm, cái tạng nó đều nằm nằm phía trước xương sống mà không có ảnh hưởng nào, thì xuống gì thì nói là nếu người
nó nói mà khi mà mình đi vào trạng thái mà vô niệm á thì tất khí lực nó sẽ dồn vô đường ngay đường đó, thì nó dẫn chứng cái này bằng tử thơ, bằng tử thơ Tây Tạng. Ai nó nói khi mà Tây Tạng mà người ta chết chết á thì cái khí của từ địa đại nó sẽ tan từ từ, nó tan nó hòa vào thủy đại, rồi từ thủy đại nó hòa vào từ hóa khí của địa, vậy là thủy đại hòa rồi hòa vào quả đại, quả đại mới hòa vào không đại, từ không đại nó mới vào nhắc vô cái thức đại là cái đường sơ sống ở giữa, chạm tới đại ở giữa. Khi mà đại rồi thì cái tâm đầu từ từ nó bắt đầu nó cũng như là một hồ quang chiếu á, nó sáng rực, và cuối cùng cái đồng đó nó niệm đi. Thì bây giờ nó nói bây giờ muốn ngồi mà tâm vô niệm á là phải ngồi đúng cái cách để cho mấy cái đường mấy cái dụng của mấy cái đại địa khí quả khí mà đầu tiên nó không có chạy được nữa. Thì đầu tiên á là nó ngồi theo cái thế, hoặc là người nào ngồi được kiết già thì ngồi. Nó vẫn đề nghị là kiết già là cái tư thế ngồi hay nhất để ngăn chặn nó, tại vì cái điều ở giữa là không có chạy xuống chân, thành nó khóa chân lại. Bởi vì cái chân mà để cho gân mạch nó giãn ra đó thì nó sẽ chạy xuống. Ta cố tình nó khóa, nó không cho cái đường nó chạy xuống, mà nó chỉ có chạy vô đường giữa thôi. Là một, thành nó bắt buộc phải ngồi. Nó tập nó phải ngồi, là ngồi kiết già hay bán già. Nó là muốn cho thủy đại trở về đường giữa, không tán ra làm cái nhiều dụng của thủy đại nữa, và rải đường giữa đó là hai tay phải để đây. Rồi nó nói muốn cho địa khí, đó là cái nói con người ta, cái thân người ta này là kết bởi địa thì quá không phong tạo thành cái thân, hay mà cái thân nó vận hành thì là nó có, khi mà kết thành thân đó thì một cái thân nó có cái khí để nuôi. Chẳng hạn như địa đại là gồm da thịt này kia rồi địa đại, xương này kia là địa đại, thì nó phải có một cái khí nó lên nuôi, mà khí nó phát tán ra ngoài là người ta vọng tưởng theo, thành ra phải rút cái khí này trở lại cái đường nó gọi là cái đường vô niệm, tức là cái đường ở giữa. Thành ra nói là nếu mà xương sống mình thẳng á thì là khí địa đại sẽ chạy vô đường giữa. Thành ra mà cái lối nó ngồi thẳng á là nó ngồi phải kê chút xíu, kê chút xíu này nè, rồi mình phải dùng cái này nè, thấy không, dùng cái này nè, để đây chút, để ngồi chút xíu này thôi. Từ từ cái thân trắng mình đấy, thân trắng mình, nếu mà không có cái này mình ngồi đó thì bọn xương sống nó sẽ nó này đó, thì xương sống đó nó hồi nữa nó bật ra sau lưng, nó sẽ ngửa ra sau lưng vậy đó, thẳng, thấy không. Thế mình ngồi có chơi một chút á thì xương sống nó sẽ thẳng hơn, mà không cần phải giữ, thấy không. Nó thành ra anh ngồi anh chơi một chút xíu, anh tự hào tới ngồi đó, anh ngồi này không đã vô niệm nhưng mà tôi thấy cũng phải tìm tâm nữa, phải không, thì chụp chút xíu ha, mình ngồi về bán giả thích già cũng được. Thì mình ngồi vậy đó, thì cái địa đại nó từ từ nó có phân hướng, nó không có tác dụng của địa đại nữa, mà nó sẽ từ từ nó xuôi vào cái đường vô niệm, tức là đường trung đạo ở giữa. Còn khi mà mình muốn tìm cho cái thủy đại trong kinh điển nó nói đó, thủy đại đó, trong thân mình là nước mắt, nước mũi, nước miếng, tất cả nước trong người mình là chất thủy đại, thì nó có cái khí để nó giữ cái nước đó, để nó điều hòa cái nước đó. Nhưng mà khi mà nó giữ để nó phát triển cái đó, hoặc là tâm tham người ta sanh, ví dụ đa số xét nước là do tâm tham, nhưng mà thèm ăn cái nước miếng nó chảy ra, vâng vậy đó, ha, là sẽ do tâm tham. Cái người mà tham dục nhiều quá, cái mặt bóng lưỡng cái người bóng lưỡng là cái chất nước nó ượm ra da này, thiệt. Không có gì á, chất nước nhiều quá nó sanh ra cái đó, thành ra cái vọng tưởng nó cũng mới từ vì tham ấy sanh ra, thành ra nó phải đem cái khí đó phải trở lại đường giữa. Mà nó nói trở đường giữa đó là hai tay nó để gì, thì hai tay nó để như thế nào, từ từ mình để cái nó rớt xuống đây luôn, không trốn, thấy không. Để của nó là đầu tiên mình để hơi khó, nhưng mà sau này thành quen, thấy không. Nhất là bây giờ kiếp già thì dễ để hơn, thấy không. Đó là cái gì nghe đúng cái gì vậy, thì giới đúng khoảng chừng mấy anh chị, khoảng một ngón tay rưỡi á, em kia nó gọi là bị đơn điền á, thì nó để ngay vị trí này nè, tức là cái tay nó thực sự ra đó, nó không phải gì, nó phải hoàn toàn rớt xuống mà có sự giữ lại đây, nhưng mà giữ đây thì đối khó với ngồi theo cái tư thế kiết bán già, thấy không. Còn nếu mà gì ngồi tư thế kiết già đó thì tự nhiên nó cao hơn chút, tại hai chân nó đệm nó cao hơn chút, thành ra nếu mà tư thế kiết già thì để đúng bon à, thấy không. Thì cái gì mình để ngay dở ngay cái bàn chân này thì nó ngay đúng bom chỗ đó vậy đó, thấy không. Đó thì hai cái vai á hơi trầm chìm xuống chút, hai vai ngửa lên, nếu mà hai vai mà ngửa lên một tí xíu thôi
thì tâm vọng tưởng nó sẽ phát sanh, tại vì cái tâm nó đi lên, cái tâm đi lên mà nó lên nhiều quá đó thì phóng tâm sẽ phát sanh. Cái này là lớp của thì kỹ thuật thiền định. Quan trọng nhất là nó cần phải để ở đây để kèm cái thủy đại lại. Cái đấy tại vì nó là cái vị trí này nhất, nhưng mà vị trí này nhưng mà vì dễ quen rồi nó mới để vô, nó dính nè. Vì có cái họ để gì họ hơi khép cái này lại, họ khép cái này lại thành ra hai cái này mà nó làm vô đâm những cái nịch, tự nhiên nó nịch cái như mà mình lại thành ra mình quen. Nó là để cái này thì nó để là tất cả những cái, tại sao nào bây giờ học kinh này nè, bởi vì mới thấy rằng là tất cả địa thủy quả không không á, nó tạo thành thân mình bản thể hồi nào tới giờ nó là chân đánh, nó là không, tức là con đường đi đúng nó phải trở về con đường không. Còn bởi vì mình không nhận hành cho nó trở con đường không nên tư tưởng nó cứ phát sanh. Tại sao mình chắc ngã chắc đồ hoài là tại vì mấy con đường này nó không trở con đường không. Cái lối thiền tập vô niệm của tạo ra tạo động, nó chỉ ngồi thôi mà đắc thiền. Giống như tổ Đạt Ma năm 95 diện bích là chỉ ngồi thôi, nó ngồi mà vô niệm không phát sanh. Cái niệm nó không phát sanh, cái niệm phát sanh tức là tư tưởng mình không có tướng, tức là ly tất cả tướng, tức thấy Như Lai mà qua mình nói đó. Thấy không? Thành ra khi ngồi thì mình để vậy đó, tức là nhíp được cái thủy đại khí nó trị vô đường của mình giữa. Còn giờ tới cái gì? Tới quả khí. Cái quả khí á là hơi nóng nó sẽ bốc từ cái lòng ngực nó bốc lên cổ, bốc lên đây. Muốn kèm hơi nóng là có tắm gì lên. Hơi nóng là địa quả khí là nhiệt năng cơ thể. Những cái gì mà phát sanh, những cái nhiệt cơ thể nó gọi là quả. Thì giờ phải nghe, và khi mà khí nó vận động thì quả nó phát sanh. Bây giờ hãm khí nó lại để cho nó quay trở lại đường kia, thì họ mới ngồi lên cơ thể này. Họ lấy cái cầm họ đè xuống, tôi nói là cái này gần như họ phát khẩu hậu họ lại, còn cách gạo được sớm giờ ngạo được sớm giờ đó, thì quả khí nó không bốc lên được thì nó đi xuống dưới này, đừng cách nó chui cho đây, nó chui vô đường giữa đó. Cái này mình lý luận thì lý luận của mấy ông thôi. Quý này là tập thường thì tôi thấy ngồi nó tịnh thiệt, như cái đúng vì đa số là cái gì ngồi không gì sao không thẳng được hết trơn. Giờ nói cách máy thành ra cái đó kiểu thẳng này nó có nhiều cách. Càng như bên tàu á là con mắt nhìn nó mũi, cái là mũi rớt xuống thì ngay đúng đây thì nó thẳng. Cái đó cũng khó, cái đó thấy cũng khó. Đó là một cách. Cái cách thứ hai á là mình ngồi đó mình tưởng cái lúc mình sống đầu tiên mình là một cái ly. Một cái ly úp xuống gì cái mấy trường sắp kê nó là những cái ly khác úp lên. Mình ngồi mình tưởng vậy đó, ví dụ như mình ngồi vậy nè, mình tưởng sống là một là cái ly tự nhiên chỗ này mình thấy tự nhiên úp cũng được, mình ngồi căng sống quá úp được, mình phải tưởng là cho nó thẳng đem úp cái ly vô ha, thì nó thẳng. Đó là cách thứ hai, nhưng mà mấy cách đó đều là quán tưởng khó lắm. Cách này là dễ nè, cách này là cứ để hai tay vậy nè, để xuống gì thẳng gì là nó thẳng. Tưởng tượng vậy, cái lưng người ta mà bị cái gì đó là ta lấy nguyên cái cây người ta bó mình lại vậy đó. Cái tay bị gãy ta lấy cái bó lại cho nó thẳng, nó không chạy được đâu. Rồi hai tay mình nắm lại vậy nè, mình để hai bên hông mình để gì nè, rồi giữ nó thẳng. Cái này là dễ nhất, nhưng mà chỉ có cái là mình sao mình giữ cái càm nó xuống chút để mình khóa cái quả khí đây, nó không cho nó kìa, nó không cho chạy ha, thì quả khí nó không cho chạy là thì nó sẽ chạy đường giữa. Nó phá cái gọi là cái không đại đó bằng cách con mắt. Con mắt nó là không đim diêm, con mắt không mở lớn mà không mở nhỏ, đim diêm. Đim diêm gì là nhìn thì nó cũng nhìn đầu mũi giống như bình thiền công Trung Quốc vậy đó. Nó không có mở nhiều lắm, không có mở lớn lắm để cho không có dính mắt vào sắc tướng mà không có bị dính mắt vào hư không. Thì đấy là còn không đại á, nó muốn phá rồi nó phá cái lưỡi. Nó chỉ co cái lưỡi lên nhẹ để nhẹ bên kia thôi, rồi vậy là xong, nhớ không? Nó nói ngồi đúng tư thế vậy sai định vô niệm nước, thì muốn chấp thân nước thì mấy địa thủy quả không bản thể là chân không, nó biến thành tướng. Biến thành nó kết cái thân. Khi nó kết cái thân rồi đó, thì cái tâm chấp nó trở thành tâm, cái tâm chấp của mình đó nó trở thành tâm, nó nương vào cái thân này nó mới thấy cái này thấy cái kia. Nó mới giờ nó muốn lấy cái tài liệu thì nó bắt đầu nó mới hiển đạt ra bằng da xúc giác ha, rồi bằng mắt nhìn, rồi tai nghe không gì đó thì nó trở thành ra là cái thấy cái biết của mình. Thì đầu tiên đó, nó nói là muốn làm cho cái tâm mình nó yên vô niệm thì nó có cái thuật
rồi kỹ thuật là đưa hết những cái nó tạo thân mình nó trở về một cái đường trung ương trở lại, trở về cái tánh không trở lại bằng tư thế bảy điểm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Là thắc mắc gì tư thế bảy điểm Tỳ Lô Giá Na muốn thí nghiệm không? À, nói gì vậy, vị thông minh là biết rõ gì phải không? Hả? Vậy là tôi thấy là người thông minh hết. Rồi cái ban động rồi, bây giờ tới kế cái đó là cái gì? Ha, cái đó bắt đầu mới cái thuộc là ta thủ lăng nghiêm tâm muội nè, thủ lăng định là một trạng thái định mà định và an trí và cái bổn tâm, cái tâm thời nào tới giờ bản thể nó không có cái tướng. Hay bây giờ nói rồi nha, nhưng mà cái tướng mà làm cho mình phiền não nhất là tầng ý thức. Ha, tức là thằng tham, thằng sân, thằng si, nó làm cho mình nghĩa là cứ chạy tới đầu này chạy đầu kia. Thì bây giờ cái cách mà nó ngồi cái đó nó khóa thằng si bằng cách nào? Hay là nó mới nói là nó lý luận, như nó nói là cái tâm tham mình là một đường kinh mạch bên phải, cái tâm sân mình là đường kinh mạch bên trái. Làm sao đưa hai cái đường kinh mạch mà nó chui vào giữa được á, thì mình sẽ không tham, không sân, không si. Thấy không? Thì mình sẽ vô niệm, thành nó dùng hơi thở nên điều chỉnh. À, mà cái hơi thở đó là cũng như là hít vô rồi nó tưởng là hít đường bên trái, rồi nó thở ra nó thở đường bên phải. Vừa hít vô mình cái này, cái vô nó hít đường phải đây. Hít vô là làm rồi nó thở ra cái mình vừa mới thở ra thì nó thở bảy hơi. Nó thở bảy hơi này để như tưởng tượng tất cả những cái tâm tham sân theo hơi thở nó phóng ngoài không gian hết vậy được không? À, xong xuôi cái bảy hơi sau cùng á là nó hít bằng hai lỗ mũi. Ha, hít thành lỗ mũi. Nó sẽ vô á, tưởng tượng là nó chạy theo đường giữa, nó chạy vô, chạy xuống dưới này nè, tuốt ở dưới mình, bụng mình qua đúng chút xíu á, nó nói cái chỗ đó nó có một cái đường hay để chui vô, thấy không? Đó tưởng tượng ra, tưởng nó cái gì, cái gì bây giờ tập thở bình thường được, nghĩ nó chui gì chứ, thấy không? Cái này thuộc về cơ thể học, thấy không? Nhiều khi mình tưởng không có trúng thì nó cũng có lợi lắm, thấy không? Nhưng mà nó có cái lợi là nếu cái gì hít vô thở ra này kia để mà tưởng tượng không sẽ xảy ra tâm bị yên lắm, à, tâm bị rất yên. Không? Còn nhây lọ mở chui vô thì nhiều mình tưởng tượng ra, thấy không? Hít hai lần mũi, ở đầu tiên mình hít một lần mũi thì mình thấy chạy nó dễ dễ lắm, bịt lỗ mũi rồi cái luôn thấy chạy dễ lắm, thành ra hồi ra mình để hai cái hít vô thì mình sẽ thấy hai đường nó chạy. Tại nãy mình tưởng một đường thì thấy nó chạy một đường rồi, thành ra sao nó hít thì tự nhiên thấy hai đường nó chạy, thấy không? Mà hai đường nó chạy tới đây đó thì mình tưởng tượng dưới rúng mình đó, nó dưới rúng mình nó khoảng bốn ngón tay ở phía trong á, tại cái đường này ở giữa mà nó không nghĩ là cái đường cái gì ngoài da này ngoài mà cũng phải không phải đường sọc cái tâm á, thì tới đó cái hai đường nó chạy vô đó, tưởng tượng nó vô đường giữa, nó giữa lên thì mình thở ra lỗ mũi, hai thở lỗ mũi tưởng tượng như ngay một cái đường giữa nó chạy lỗ mũi mình thở ra, thì bảy lần tập bên trái, bảy lần tập bên phải, và bảy lần tập ở giữa để rồi cái bắt đầu là thở bình thường, là để thở bình thường. Thì nếu mà mình điều chỉnh đúng địa khí quả khí vân vân và cái này là thức đại, cái này thuộc về thức đại, tại nó trong người ta có ngũ đại mà. Hay thêm cái thức đại thì điều chỉnh cái thức đại là tâm vọng động phân biệt của ý thức nó trở về cái không, nó đi vào cái đường không thì tâm mình sẽ vô niệm. Đó là cái kỹ thuật tôi thấy nó hay. Thứ nhất cái gì mà ngồi đúng cái gì nó sẽ không sanh bệnh. Xong mình đa số mấy thầy mà ngồi thiền ngồi nhiều á nó về già dễ sanh những cái bệnh, chẳng hạn như tiểu đường, bụng đái vân vân những cái bệnh này vì cái sinh sống thẳng, những cái địa khí hoặc khí nó không có đi đúng đường. Rồi nó không đứng được thì nó vọng động tác ra ngoài, đó là khi mà khi tác ra ngoài tâm mình vọng tưởng, tâm mình vọng tưởng thì tăng cường khí lực nó, thành nó phá cái vùng thận cái vùng kia, thành ra nhiều thầy ngồi thiền người già bị bệnh, thấy không? Mà bên Tây Tạng nó nói lý do bệnh á là tại vì ngồi không đúng tư thế, vậy thôi, không đúng tư thế thì những cái tâm vọng tưởng, tâm sân si mình không có diệt được, nó không có đạm, nó đạm được mà không, mà khi mà nếu mà không đạm được mà bị do nhân duyên gì ở ngoài, cái anh bình ngồi mà mình tức tối ai ở ngoài thì vô đó nó vọng động liền. nó vận động thì nó lại chạy mạnh qua những tàn phủ khác. Chẳng hạn như bên Đông y thì nói là tâm tàn thần, cái tâm mình nó tàn thần. Chẳng hạn như cái phách mình thì nó tàn phế, rồi cái gan mình thì nó là thuộc về sự suy tư, sự giận hờn gì đó, cái ý thì nó là suy tư gì đó. Mỗi một cái thất tình của mình nó chạy vô một tàn phủ, thấy không? Thành ra nó dụ như nói là cái lưỡi sự lo nghĩ thì nó chạy vô bao tử. Thành ra người nào lo nghĩ nhiều quá đó, làm gì mà lo nghĩ nhiều quá là đau tử, đầu tiên là đau tử rồi. Thì Đông y nó đã bên tây bên y kia nó đã nói cái đó, thành ra khi mà tiền mà mình không cho mấy khí nó trở về cái đường này đó, mà cái tâm mình bị cảnh ngoài làm động thì nó tán ra mấy cơ quan đó, nó tán ra quá từ từ nó phá, lo nghĩ nhiều quá đó thì hư thận. Đại khái không con? Con này là phúc giỏi lắm.
lo nghĩ tì á, khủng, đại khái gì đó, vui quá hại tim, đại khái gì đó ha, buồn quá hại phế, rồi cái gì, lo quá hại thận, phải không? Đó là khái gì đó. Cái mặt mình bao tử, cái mặt dài. Dạ dày. Không có thương tiền. Không có lo buồn, tổn thương cái tiền. Đó. Thành ra nó nói là thực sự là bệnh là do thất tình nó phát sanh. Dạ. Bệnh là do cái thất tình là hỷ nộ ái ố rồi lụng phát sanh. Rồi rồi ngoài là mình cảm nhiễm cái lục khí ngoài đó. Khi lạnh, khi ẩm thấp, khi nóng này kia đó, nó cộng là hai cái, bên là nội kích, bên ngoại công, nó không vô, là mình sinh bệnh. Đó là nguyên nhân cái lối mà trị bệnh của đông y thì nó luận như vậy. Thì bệnh này mình nói không phải mình nói về bệnh, mình nói về cái trạng thái của suy nghĩ của bên đó tại tạng thì cái lối cái suy luận nó không giống mình tàu. Thấy không? Nó cũng khác, để mình nói cho nó biết vậy đó. Cái gì mà ngồi trúng như vậy, ha. À, thì hai đường này tượng trưng cho cái tâm tham và tâm không sân, đó là gọi là căn bản phiền não. Thành làm sao phải đưa vào cái trạng thái trung đạo, tức là nó phải vô trạng thái mà nó không có phát thanh tham được sân được, tức là đưa vào cái giữa, đó bằng cách là sau khi mình điều chỉnh bằng cái đó rồi dùng hơi thở, dùng bảy hơi, một hơi thở bên trái để cho mình thấy đường trái, một hơi thở bên phải để mình thấy đường phải, thì hít bên trái vô, tưởng tượng như tất cả những cái thanh khí nó vào con đường đó rồi mình thở vào đường phải, đó là một hơi. Rồi mình làm mấy 7 lần rồi mình thích từ bên phải trở bên trái, thì bên trái bên phải hiện giờ thì bên Tây Tạng nó vẫn mâu thuẫn với nhau, có bên mâu thuẫn nhau về một cái lý luận thôi, nó nói là đàn ông phải khác đàn bà, thấy không? Nếu mà đàn ông á, tôi nhớ không lầm á, thì đàn ông á chủ trương là bên phải, bên cái đường bên phải á là thuộc về tâm sân, đường bên trái thuộc về tâm là tâm tham, thì các đường phái Tây Tạng nó quan niệm là có một số dòng phái nó quan niệm là giàu nam giàu nữ hai đường này giống nhau, thấy không? Đó. Bây giờ có một số dòng phái nó quan niệm là nếu mà bên nam mà bên đây là thuộc về tâm sân, bên đây thuộc về tâm nam thì nữ ngược lại, thì cái quan niệm nó tới giờ này vẫn còn một loại hai quan niệm và hai phái những đường phái nó vẫn mạnh ngang nhau. Nó toàn ông thầy thì ông thầy đều dạy cả hai, thấy không? Đó. Thành ra nó nói mình tại sao Đức Phật nằm như bên phải gì đó, đè một cái đường tâm, cái một đường thần kinh thuộc về tham hay là sân gì đó, thấy không? Đó đè để cho khi mà mình ngửi cái tâm mình nó không có chạy dễ vào trạng thái tịnh định hơn, nằm như vậy đó là nó cố là nó đè một cái đường kinh mạch đó là Tây Tạng nó luận á, nhưng mà nếu mà Đức Phật dạy vậy mà Đức Phật nằm Đức Phật không ha, đi đường phải kia mà nó nói là bà chạy nghịch thì là phải nằm ngược, thấy không? Mà đó là nhưng mà Tây Tạng lại có hai đường phái, mà ở đường phái nó bây giờ ông là bà giống nhau hết, thành ra tôi không biết cách nào làm đúng cho đàn bà. Thằng ông này biết chắc chắn rồi, ông phải là thành Đức Phật nào không, thấy không? Đó, bỏ điếu đường phái kia đúng á, sợ đàn phải nằm ngược, mà có nhiều phái nó rõ ràng đàn bà phải nằm ngược cái gì mới đúng, thấy không? Đó, vì cái tâm mình cần lúc mà ngủ hình như là như tâm gì là tâm tham, đừng phải là đè tâm tham chút, là tâm tham mà đàn ông luôn phải, ha, thì đó là lý luận đó cho quý vị biết vậy thôi. Thì rồi sau đó thì rồi khi mình điều chỉnh rồi thì trạng thái nó sẽ vào cái trạng thái là vô niệm, vô niệm á tức là sao? Vô niệm là hôm qua mình học cái niệm nữa vậy, chữ niệm hay niệm là sự ghi nhớ, sự duyên tưởng đến của một cái ý thức, tức là ý thức á thì nó có tướng thì tâm nó mới niệm mới được. Cái hạn như thành ra nó nói là niệm cái gì, thành là niệm nhớ tưởng chuyện quá khứ, nó tưởng tượng hiện tại, nhớ tưởng tượng vị lai, vân vân gì đó, thì niệm nó cho mình nhớ một cái tướng nào, một cái dĩ dạng nào trong quá khứ thì cái niệm nó sẽ chạy về quá khứ, thành ra nó nói là hoặc là mình nghĩ tới một cái pháp, cái hạn như ngày Tổ Hoàng Năng đó, một cái pháp cái hạn như cái đó là tướng của thiện, tướng của ác. Là lúc mà tổ Hoàng Năng mà cầm cái y bát mà đi đó, có cái ông gì ông ráng chạy rút cái tới gặp Tổ Hoàng Năng không, cái ông chặn lời cái gì chặn lời kiếm này, thì ngài biết rằng là ông này thì võ công giỏi, mình chống có lợi, thấy không? Thì ngài mới đưa cái y bát để trên cái đá, cái có hòn đá đó, thấy không? Thì ông này ông tới đá, ông thấy y bát mừng ông mới cầm lại, ông đem cho lục bổ cho ngài thằng tú, nhưng mà ông cầm giờ không được,
À, ông vợ không được, ông mới quá, ông mới tin là cái y bác này cao cho bệnh nhân nên mình không có cách nào mình có thần lực được. Thì ông mới nói tôi tới đây vì pháp chứ không phải là vậy đó, thấy không đó. Thì lúc đó bệnh nhân từ trong bụi rậm mới đi ra, thấy không, ông nói là tôi đã theo lục tổ Hòa Nẵng lâu rồi, nếu mà ngài có được gì mà từ lục tổ Hòa Nẵng thì ngài chỉ cho tôi, thấy không. Ông nói bây giờ ông chỉ chân tâm á, cho tôi cái tâm như thế nào. À, thì ông nói là ông mới hỏi là gì đó, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, thấy không, đừng nghĩ thiện là nghĩ ác, cái là niệm á, nghĩ thiện nghĩ ác là cái tâm mình nó có một cái dính, nó mắc với một cái gì gọi là thiện ác á, thì cái gì là tâm của ông đó, thấy không. À, thì ông đó ông nghe hồi đó thấy là ông bỏ hết, ông không nghĩ thiện ác, tâm đâu có chỗ nào riêng nữa, thấy không, tâm đó không có chỗ nói lại. Tự nhiên cái tâm sáng là ông mừng quá, ông đảnh lễ nghe rồi đó, năng là bỏ đi mới chạy xuống núi thì gặp đám kia nó chạy theo, đám kia nó chạy theo, nó hỏi ông lên rồi không kiếm ra không. Rồi đó là ông nói tôi không kiếm ra, thì một cái tin đó, tin cái nó đi tặng vô khác, thì do đó mà vậy năng thoát. À, có gì coi cái được tổ đàn kinh đó, mà đàn đàn kinh thì sẽ nhớ đoạn đó. Cái đoạn đó là thượng tọa gì đó, thì cái gì là dương mục của thượng tọa, cái gì ra cái không mà mình từ mà tìm không ra. À, cũng như là lúc mà ngày thần quang á, ngày thần quang là sơ tổ thiền tông á, đó là sau này mà đi cầu đạo với ngày Đạt Ma tổ sư á, thấy không, Đạt Ma tổ sư nó sau khi chặt tay rồi tổ sư cảm động rồi đó, cái là cầu khủng khiếp vậy đó, tới nó phải chặt cái tay là gì đó để biết là con sẵn lòng xả thân vì cầu đạo. À, thì lúc đó là Đạt Ma tổ sư mới quay lại nói chuyện chứ không thèm để ý tới. Rồi cái đó quỳ ngoài sân á, quỳ 3 ngày 3 đêm là tuyết nó xuống trắng hết trơn vậy đó, thấy không đó. Mà ngài không có, ngài lúc đó cũng veo à, rồi không có nói năng gì đó. Rồi cuối cùng là để chứng tỏ cái tâm mình là giàu có thân nạn có mất đi mà nhớ đồ nọ này chặt cái tay thì đó là ông Mai tổ sư hỏi ông tới đây là muốn tôi giải đáp cái vấn đề gì, thấy không. Ông nói là muốn cho thầy an dùm tâm con, tâm con nó không được an, thấy không. À, cái này nó cái gì chắc nó biết hết trơn rồi, nát chơi giống gì vui thôi. Thấy không? Đó, thì Đạo Tổ Sư mới hỏi vậy, thì ông đưa tâm lên tôi ăn cho, thấy không? À, thì ông kia ông quay nó lại, ông nhìn thì nào bây giờ cái tâm ông không có, tìm ra, cũng như hồi nãy vậy đó. Lý do là tại sao mình dẫn chỉnh cái này để mình quay lại, cũng như Phật nói là bây giờ ông lấy cái nào thấy đi, ông chỉ cho tôi đi. Ông kia nói, ông thì ông cũng bị Phật phá, mà ngoài cũng bị Phật rầy, ở giữa thì cũng là bày hòa hợp, có cũng bị Phật la, đại khái vậy đó. Ha. Thì cuối cùng mà tổ anh ăn mà không tìm được. Không nhận được thì bà tổ nói con tìm tâm mà con không thấy. À, thì bà nói là không thấy thì đã an tâm rồi. Còn thực sự ra cái lo an thì ông nghĩ là tại vì chính cái tâm là lo an. Thấy không? Cái tâm là mình bất an mà quả ra cái tâm hồi nào nó giờ nó không. Cái tướng bất an là tướng giả. Tìm thật nó không có. Thấy không? Tự nhiên ông an tâm. Thấy không? An tâm là sau thời gian thì được cuối cùng thì trình pháp cuối cùng được ngày Đạt Ma là ấn chứng tổ thứ nhất ở Trung Quốc, tổ thứ nhì Quốc, rõ ràng ma là kể như tổ thứ nhất. Bây giờ cái thân là cái gì? Giờ tới cái tâm, cái cách, cái cánh. À, mới làm cái thân là cái điều kiện đầu tiên, tức là nhiếp hết nhưng mà mấy cái đại, mấy cái đại đó là thủy quả phong không kiến và thức đại, kiến thức đại vào cái gọi là cái đường vô niệm. À, nếu mà ngồi đúng như vậy á, nó nói là nếu mà người nào mà thượng căn á thì ngồi đúng như vậy đã vô được cái vô niệm rồi. À, còn người nào mà căn tánh còn chưa phải là thượng căn á thì còn những có những kỹ thuật để mà phá những cái tướng gọi là duyên hợp ở ngoài. À. À, thành ra cái này đó nó nói là do vọng, khi mà mình sống bằng cái thân giả hợp mình vô minh á thì cái tâm mình nó sẽ vọng động, nó phân biệt. À, thành ra muốn vào cái chân tâm thật sự á là cái mình phải diệt đầu tiên á là cái tâm vọng động phân biệt. À, cái này diệt đầu tiên, cái đó không phải là cái cứu cánh, thì bản thể cái tâm vọng động phân biệt, bản thể nó cũng cái tâm mà diệt cái vọng động phân biệt nó thì cũng là cái vọng, thấy không. Nhưng bây giờ cũng như mình nói là mình phải lột từ từ thì cái lối đại tu ấn nó cũng lột mình từ từ gì đó, thấy không. Nhưng mà cái lối mà diệt của nó không giống như cái lối thiền khác, thấy không. Người ta diệt, người ta có cái pháp để người ta trụ, thằng này diệt luôn cái những tư tưởng sanh khởi đang lúc để mà trụ, thấy không. Thì bởi nó mới gọi là đại tu ấn. Đại tu ấn có biết là gì không?
có cái virus này không? Dạ. Anh thấy bàn tay mà đỏ quét mà anh vô cái lưng không? Dạ dạ. Hả? Dạ có. Không phải vậy đâu à. Anh tạo đặc á. Đó mấy tạo đặc mà có một môn nội công ghê gớm đó, gọi là thuốc ấn phải không? Thế là đúng ngay cái có mặt là nó quét vô cái lưng vậy. Thấy không? Cái bàn tay thuốc ấn. À, thuốc ấn là nó phát xuất từ một cái phạn ngữ, nó là ma mudra. À, ma mudra. Ma mudra đó đúng ra nó không có chữ thủ trọng. Ma mudra là ấn. Ấn giống như là cái dấu ấn của ông vua vậy đó. Thấy không? À, như hồi nào tới giờ đó là mình học người ta nó kim ấn người ta nhớ là thủ ấn. Tại vì ấn người ta tương đồng với thủ ấn. Thấy không? Chẳng hạn như nghe nó bắt ấn thì ai cũng nghĩ là cái tay bắt như này, cái để gì nó bắt tay mùi này kia, để cái bụng này kia, thấy vụ vậy không? Thành nó chết danh từ ấn trở thành thủ ấn, chứ nó quên là ấn có cái tâm ấn. Thấy không? Có cái tâm ấn nữa. Thấy không? Đó. À, cái tâm ấn mới gọi là đại ấn. Trong kia nếu mà thực sự dịch nghĩa maha mudra đó, maha là lớn, mudra là ấn, thì nó là đại ấn, một cái gì minh sát. Mà cái minh sát mà nghĩa là vô cái đại thừa rõ ràng với cái chân tâm đó rộng lớn bao la, chỉ là cái tâm thôi, thấy không? Nên nó đại ấn hay đại thủ ấn tức là tâm ấn. À, xác minh để chỉ cái tâm. À, thành ra bên kia nó dùng cái danh từ là đại ấn. Tức là cái tập để mà ngộ nhập vào cái chân tâm hồi nào tới giờ của mình, thấy không? Người qua tháng mình tạo á, tại vì luôn luôn là bước ra rồi thủ ấn, thấy không? Thành nó quen nó chết tên rồi. Tới mấy ông tạo ông dịch ra thì mấy ông bước ra những dịch là đại thủ ấn, thấy không? Mấy ông tạo thì thủ ấn nó tự mình quá rõ, thấy không? Ông tạo nó nghĩ dạ có bàn tay. Tôi coi cái này tôi mắc cười ha, tôi bắn đại tôi bắn nó bình vô, tôi có bàn tay đỏ chét à, rồi dùng bao nhiêu thuốc gì đó rút kinh đi nung chữa rồi mới hết bệnh thôi, thấy không? Không phải nha, đại tôi bắn này tự bỏ chữ thủ đi, nó đúng nghĩa là đại ấn. À, đại ấn là tâm ấn hồi nào được, nghĩa là cái mà gọi là như chỉ tâm mình vậy đó, cái tâm hồi nào tới giờ tôi mà là bất sanh bất diệt đại khái vậy đó là tâm ấn. Cái môn đại thủ ấn á, à, là pháp môn à, để tập để mà khế hợp với cái tâm hồi nào mình hằng có, đó là giống chân tâm này nè, thấy không? Pháp môn này nó không dùng một hình thức nào của mật tông hết trơn á, nó không dùng cái hình thức nào tôn sùng quan thế âm bồ tát hay là vô cái mạng đà la của bồ tát gì đó, chỉ luyện tâm thôi mà, toàn bộ cái đại thủ ấn để là luyện tâm thôi, chứ không có một cái mạng đà la nào, không có một vị bổn tôn nào cũng như mình cái quan thế âm thiên đủ thiên nhãn nó dẹp mấy cái đó hết. Qua tới thằng đại thủ ấn rồi là mấy cái mà đàn pháp về này kia rồi dược sư là A Di Đà là Ta Ra Bồ Tát hay gì nó dẹp hết, nó nói là đại ấn là cao nhất, mấy anh kia là chuyển tiếp, mấy anh kia là những giai đoạn cái tâm mình còn yếu phải đi cái hình tướng này kia để tập định cho nó quen, chứ thực cái cuối cùng của trường phái mật tông thì nó chẳng đi là đại ấn, tức là tất cả những trường phái của đại thừa cuối cùng cũng phải đi vào mộ tâm, thấy không? Đó. Thì sau khi mà đã cái tâm cái sự mà trụ của mình xong xuôi rồi đó, thì bây giờ nó phải tập cái tánh vô trụ, nó tập cho, nhưng mà đầu tiên nó nói là tâm mình sở dĩ có chủ trụ là có chỗ sự phân biệt, do phân biệt mà trụ, phải không? Cái hạn như mình chẳng hạn có chỗ trụ là gì, cái hạn như bây giờ mình thấy cái này cái A cái B khác nhau nên mình trụ vô cái A hoặc là trụ vô cái B, chứ giờ không chỉ được A chỉ được B thì trụ vô đâu, phải không? Đó, cái bản thể mà mình muốn cho vô trụ hay là phải làm cho thằng phân biệt không phát sanh. À, nếu thằng phân biệt mà phát sanh thì mình trụ, thì cái tư thế về thân của nó là mục đích nó lại là hãm hết tất cả những sự mà khí nó vận động để cho cái tâm nó sanh ra phân biệt rồi, nhưng mà nó nói là cái sự phân biệt cái bản thể không phải là ngồi trúng như vậy mà nó hết liền, thì nó phải có một kỹ thuật đó, nó gọi là kỹ thuật định trong đại thủ ấn. À, thì đại thủ ấn nó có tất cả là cái gì, phải đi 4 giai đoạn. À, bữa nay mình nói về đoạn 1, về đoạn 2 ta nói hết cái gì về mất. Giữ lần chút. À, thì giai đoạn mà đó, đầu tiên á, là giữ thân cho đúng để điều khỉ hết 6 cái khí, tức là 6 cái đại trong người mình là đất nước gió lửa kiến đại và không đại, trở về cái chân không thường tịch của nó hồi nào tới giờ. Hay là cái tư thế. À, vậy tư thế do thân mình là cách có cấu tạo rồi bởi các đại. Cái tư thế thứ hai
à, là tập về đình cái tâm dụng tử phân biệt đình thôi à, tức là cho đình nó phát triển nữa để qua cái giai đoạn mà thứ hai đó mới là tìm cách nhận dạng ra được cái tâm phân biệt này để chặt đứt luôn à. Thì muốn đình á phải dùng phương tiện à, mà muốn phương tiện thì phải có pháp, phải có đối tượng, thành ra nó đi lòng vòng à, đối tượng tức là nó về quý vị phải tìm một cái đối tượng nào à, đó, cái quan trọng á là khi quý vị ngộ được trung tâm rồi đó thì quý vị nhìn đối tượng mà tâm không phân biệt, chứ không phải mất đối tượng nha. Nó nói ly tất cả tướng tức Như Lai, chứ không phải diệt tất cả tướng, nhớ mình nhớ rõ ràng nha, ly tất cả tướng diệt tất cả tướng khác. Bản thể nếu mình diệt tất cả tướng thì tâm mình nó diệt luôn, tâm mình nó nương tướng mà nó hiển ra thôi. Thành ra vấn đề nó nói là ly tất cả tướng, tức là có tướng mà không dính mắc tướng thì gọi là ly. Ly là rời xa tướng. Thành ra nó nói là có vật thấy vật mà không phân biệt tâm thì nó đi khế hợp với cái chân tâm thường trụ, hiểu không? Từ quan niệm đó đó thì nó dẫn đến vật, nó lấy vật. Ví dụ như bây giờ mình thích tượng Phật à, thì mình để tượng Phật rất mặt à, mình thích màu xanh thì mình để màu xanh rất mặt à, mình thích cái gì đó mình để cái đó trước mặt. À, cái đó không có hại, không có gì hết trơn, mình nương cái đó. Nhưng mà để tập cái tâm là khi mình nhìn vật đó à, mà mình trụ ở trong đó mà cái tâm không biết nó không phát sanh à, nếu mà tại vì nó tập định nên nó phải có một cái gì tập trung vào, thấy không? Nó thành tựu là ở quán chứ không phải ở định. Quán thì mới thấy bản thể của cái tâm thật, thấy không? Nhưng mà quán mà tâm không tập trung được thì quán lực không có à, thì cái tâm nó không có giải quyết được vấn đề. Thành ra giai đoạn đời nó phải tập định. Nhưng mà đa số những cái pháp định khác á, khi tập vô đó à, thì họ dính mắc trong sắc tướng luôn. Nhưng mà cái gì nó tự tượng trưng là nó đại ấm. Nên cái lối tập định nó mặc dầu nó chọn đề mục, nó chọn cho mình bất cứ đề mục nào cho em thích nó qua thì nó lấy nó qua được trước mặt à, à, mình thích cái Đức Phật thì để Đức Phật trước mặt à, à, đại khái là thường thường là sắc tướng à, hoặc là nếu mình thích về âm thanh thì để âm thanh trước mặt, thích gì mùi vị thì để mùi vị trước mặt, mùi vị thì phải nếm, mùi vị mà nếm thì nó mau mất lắm, thành ra người đó ta chọn không thiệt. Mấy ông nói là cái tập định hay nhất là cái đối tượng đó là nó không có sanh diệt liền liền, thấy không? À, âm thanh á cũng được, chẳng hạn như ông nói chọn âm thanh cũng được, nhưng mà lúc đó thì chú ý vào cái nghe thôi, cái nghe âm thanh thôi, đừng có chú ý vào âm thanh. Ví dụ vậy đó, à, thì bây giờ cái thường người ta chọn ra thường hai cái mà ta ưa chọn, hoặc là âm thanh hoặc là sắc tướng. À, cái âm thanh như là tiếng niệm Phật hay là gì đó, hay là sắc tướng à, còn mấy cái kia cái điều kiện nó khó quá, cái điều kiện nó quá khó, như mùi hương điều kiện rất là khó, thấy không? Xúc chạm này điều kiện rất là khó, xúc chạm mình chạm cho mình có, nhưng mà từ từ cái đâu có chạm cái đó tự nhiên thường niệm nó mất, nhưng mà thật sự nó vẫn còn, nhưng mà khó tạo hình để mà tâm tập trung, thành ra không chọn à, vì việc cái sự phân biệt nên không chọn một cái đối tượng trong tâm. À, để cho cái sự phân biệt trong tâm nó lộ ra để mình không theo nó thì nó dễ. Còn nếu mà chọn trong tâm thì nó lẫn lộn giữa cái tâm chú cái tâm bám víu vào đối tượng và cái tâm phân biệt nó sanh ra, mình không tách nổi, thành nó không chọn một cái đối tượng của ý thức mà nó chọn ý tưởng của ngũ căn. Ở đây mấy danh từ đó có gì hiểu không? Đối tượng ngũ căn hiểu không? Ngũ căn là mắt tai mũi lưỡi mình nè, thân ý mình nè. Còn đối tượng ý thức là cái gì mình niệm á, chứ mình nhớ chuyện A, anh A, anh B trong quá khứ làm sao mà nhớ đến Việt Nam, cái này kia là đối tượng ý thức. À, cái đó không có trước mặt mà mình có thể mình duyên được bằng cái tâm của mình, đó là đối tượng ý thức. Thì ở đây không chọn đối tượng ý thức, bởi vì khi chọn ý thức rồi, khi tâm phân biệt nó sanh ra thì mình lẫn lộn giữa cái tướng của ý thức và cái tâm phân biệt, khó tập ra lắm. Thành ra cái giai đoạn cái tập định đó, thường thường họ chọn một cái đối tượng thứ gì ngũ căn à, để khi ý thức phân biệt họ thấy họ không theo nó thì nó dễ à, lý do tại sao mà họ không chọn một đối tượng ý thức, mặc dầu chọn ý thức không có nghĩa là bị lỗi, không có lỗi gì hết trơn á, chọn vẫn được. Nếu quý vị là có thể ngay chọn ý tưởng ý thức ha, chẳng hạn như à, mình à, nhớ một kỷ niệm trong cái quá khứ à, trong cái những tuần vừa qua tâm mình duyên tưởng cái đó ha, và mình cứ duyên tưởng vậy mà không có làm sao cho phân biệt nó được sanh, tức là không thấy được cái sự sai biệt giữa những cái ý đó và những ý khác thì nó quá khó đi, nó toàn thuộc loại tâm không mà hai ba loại tâm nó trộn lẫn với một cục rất là khó, thành ra người ta không có xài, người ta xài cái này dễ hơn. Chỉ cái đối tượng ha, thì phân biệt có nghĩa là thấy cái này đối tượng này và cái thứ khác nó dễ hơn ha, còn ý thức thì nó vô hình, nó lờ mờ cái gì rất là khó tưởng tượng, hiểu không?